Cá nâu nha bà con, cá nâu nâu rất tốt cho sức khỏe chứ không thầy không. Nhưng mà riêng những người này không ăn được cá nâu, vì ta ăn cá nâu vào lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh mình càng ngày càng nặng thêm, và nó làm cho chúng ta ảnh hưởng sức khỏe không có gì là tốt. Đó là những người không ăn được cá nâu, là những người say rượu mà không ăn nạo cá, không ăn mật cá. Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, người lớn tuổi từ 70 tuổi trở lên, người bị cao huyết áp là không nên ăn cá nâu. Mà ăn cá nâu thì chúng ta tuyệt đối không ăn mật cá, không ăn nạo cá, và người say rượu không ăn. Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, 4 tuổi, 3 tuổi, 21 là tuyệt đối không ăn. Người lớn tuổi không ăn, người bị cao huyết áp cũng không ăn. Ăn vào thì nó nguy hại cho sức khỏe của mình, không tốt gì cả. Còn ngoài ra cá nâu nó tốt cho sức khỏe, đó, tốt cho bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, được tốt cho sức khỏe thai nhi, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Wow, tốt hả bà con ha, đó. Và hỗ trợ chức năng não bộ của mẹ, của bé, ăn như bình thường. Các loại cá khác, cá nâu này thì ta ăn như bình thường, các loại cá khác. À, các loại cá kia mình ăn sao thì cá này ăn vậy. Nhưng mà ta ăn thì ta ăn 6 ngày, chúng ta phải nghỉ 1 ngày cho nó tốt cho sức khỏe mình. Mong bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Xin chào, nào nào.